Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Hello, chào mừng cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường An Ô Tô nha. Một kênh bán hàng dễ thương và tràn đầy sự sống trong cuộc đời này. Dù cho mưa Covid có bay đầy đường, Trần Anh vẫn đứng một mình làm thơ. Đây cô chú anh chị ạ, à, xa xa ở cuối con đường, em Mondeo đó mới về tại salon. Đây là một mẫu xe Ford Mondeo, một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng Pro của Mỹ, 60E82676. Biểu tượng của Ford Mondeo, hai cụm đèn Rinded nguyên bản của nhà sản xuất nè. Xe mới tinh không một vết trời luôn nha. Kết hợp chủ nhà đã thay mâm cho em nó, mâm thể thao rất là đẹp nha. Máy 2.0 số tự động. Mức độ tiêu hao của em này đâu đó nó nằm tầm 9 đến 10 lít trên 100 km thôi. Biểu tượng của Ford Mondeo nè. Một mẫu xe Ford Mondeo khá là nổi tiếng của Mỹ luôn. Ngày xưa em ấy tiền tỷ, bây giờ em ấy chỉ còn tiền trăm mà thôi nhá. Đồng sơn phong dáng nè. Bần xe nó một bộ áo màu trắng ngọc trinh nha. Trần Anh gọi là trắng ngọc trinh, trắng gì mà sáng thế. Mâm toàn bộ là kết hợp là chủ nhà là lên mâm thể thao cho em nó. Vỏ con đường tương đối là khá mới. 4 vỏ 70%, hai cụm đèn Rinded là của chú anh chị ạ. À, dòng này rất là lành, máy 2.0 thì cực kỳ là lành cho bà con cô bác rồi. Lành lặn, dễ đi, dễ sửa nha. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021. Xe ngay chủ ký quyền nha cô chú anh chị. Mở cửa ra phần nội thất nè, rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? Keo chỉ 4 cánh nè. Rin hết 100%, không mất một phân nào. Không có dấu hiệu đâm va và móp éo trước xe. Trang bị cho em nó là hai túi khí, bên phụ bên tài. Trang bị là số tự động, màn hình Android, cam hành trình, camera rear, lóc khóa mở cửa tự động từ xa, đầy đủ tính năng, vô lăng, trang bị túi khí luôn. Ghế ở trong nè, sạch sẽ chưa? Nguyên bản nguyên rin em này là trần đậy hết từ ga đến né nha cô chú anh chị nha. Đẹp lắm. Ok chưa? Xe nè, sạch sẽ chưa? 4 cánh cửa tắp bi là keo chỉ là rin hết 100% nha. 4 cánh chỉnh điện luôn. Hai bên sống gân nè. Mấy mẫu này không có ai chạy dịch vụ cho nên cô chú anh chị yên tâm rồi. Chắc chắn là một dòng xe Ford là một thương hiệu tiềm ẩn khá là nổi tiếng của USA luôn. Quá là pro nha của bà con. Sức nguội. Sơn xi đẹp, đồng sơn không một vết trời luôn nhá. Len keng chưa? Cực kỳ là len keng. Đây là 4 cánh cửa nè. 4 cánh chỉnh điện. Da là da rin nguyên bản của nhà sản xuất nha. Keo chỉ nè, nguyên bản từ A đến Á luôn. Hai bên sống gân đẹp như nhau, không một dấu hiệu là móp méo. 4 cánh chỉnh điện, tay nắm nè, cô chú anh chị, tắp bi cửa nè, liền lạc và cực kỳ là sạch sẽ. Hai bên chỉnh nè, chỉnh ghế nè, chỉnh đèn, trang bị là túi khí. Trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh Ô Tô nè. Máy êm lắm. Con này em cũng mới dọn xong. Trang bị màn hình Android nè cô chú anh chị ạ. Màn hình Android, cam gia đầy đủ, CH Play tích hợp đầy đủ hết trên chiếc xe rồi nha. Đó, bà con lấy về bà con chỉ việc chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Số tự động nè, số má là không lỗi. Đây có chương trình là mở cốp điện thông minh nè, bấm vô nè, cốp mở rồi đó. Đèn đóm đầy đủ các kiểu rồi. Chất chưa? Trên đồng hồ không một dấu tích lỗi lầm, trợ lực nè. Con này trợ lực cực kỳ là đầm. Một mẫu xe thương hiệu của Ford thì cô chú anh chị đi quá là bờ rồ rồi. Quá là bờ rồ trên chiếc xe rồi. Đẹp chưa? Máy móc êm nhá. Đồng sơn vô cùng đẹp luôn. Đi đôi cho em nó là hai cụm đèn halogen nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Đây cô chú anh chị, nắp capo nè, hỗ trợ cho em nó là hai thi nhúng thi lực. Và hôm nay chương trình chính của em, diễn viên chính của em là một nàng Ford Mondeo cực kỳ là trắng trẻo, sạch sẽ và cực kỳ là mignon. Keo chỉ là rin hết từ A đến Á nha cô chú anh chị. Máy 2.0, hai bên phần thân trụ nhựa nguyên bản nguyên rin. Rin hết. Dòng này xài 1, 2, 3, 4 4 máy thôi. Xài 4 thanh bếp full FI. Đệm cao su giá đỡ của thân máy nè. Máy êm chưa? Đi cực kỳ là lành lặn cho bà con cô bác luôn. Dòng này thì chất nguội nè. Xe không một dấu hiệu độ hơi nè. Ok chưa? 4 thắng đĩa luôn nha anh chị. Máy êm lắm. Mạc tem nguyên bản phía trước rồi của em nó nè. Quá chất.
Nó cực kỳ là lành. Dòng này sẽ trang bị là ABS nha. Đó, 2.0 thôi, nhưng mà trang bị là ABS. Dòng này cô chú phân biệt dùng cho Trần Anh có hai phiên bản. Một là V6, 6 máy, hai là 4 máy. Đây là dòng 4 máy số tự động luôn. Cục máy nè, êm ru luôn. Hai bên lường không một dấu hiệu đâm va và móp méo lên chiếc xe. Đẹp như thế này. Nói chung dòng này người ta có chỉnh qua cam cò này nha cô chú anh chị nha. Đó, mấy đời này chỉnh qua cam cò rồi. Đó, xe có sao là báo thẳng báo chuẩn đến với tay người sử dụng nha. Trắng tinh. Anh chị trải nghiệm phần cốp cùng với em nè. Một mẫu xe sedan hai đầu, số tự động quá là đẹp luôn. Hai cụm đèn này sáng rực chìm ơi. Ok chưa? Nước sơn nè. Nước sơn cực kỳ là cọp. Hai bên hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng thủy lực nha. Keo chỉ phía trong cốp nè. Còn riêng nguyên bản như thế này. Hai bên nè. Đẹp như nhau. Đây cô chú anh chị nè. Đây là phần cốp báo đèn, mọi thứ tính năng đang hoạt động nè. Đầy đủ chưa? Đây là phần cốp sau cực kỳ là sạch sẽ. Nè, vỏ đồ xe cua không có dấu hiệu là mục mọt. Em này sản xuất năm 2003. Xe ngay chủ ủy quyền rút hồ sơ được cô chú anh chị nha. Đẹp chưa? Đẹp như nhau nha. Máy êm lắm. Tích hợp trang bị màn hình Android. Camera gear đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Xe full đồ chơi rồi. Khá là pro. Đây là phần gầm nè. Gầm đây là phần nhựa phía trong của em Mondeo còn nguyên bản như thế này. Không có một dấu hiệu là móp méo nha. Đây trải nghiệm ngay phần gầm cùng với Trần Anh nè. Gầm bề nè. Gầm bề rất là ok nha. Không một dấu hiệu là mục mọt luôn. Đấy, phần gầm của em đó nè. Chắc chưa? Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mẫu này bà con lấy về chạy thì cực kỳ là sướng rồi. Trần Anh gọi là nàng giáng tiên trong cuộc đời đó. Ok không? Quá ok. Chuẩn chưa? Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh ô tô nhé. Dán toàn bộ phim cách gì hết, toàn diện trên chiếc xe rồi. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Một lần nữa channel Trần Anh xin khép lại nơi này. Đăng ký kênh nha, để Trần Anh ship xe về tận nhà cho bà con cô bác luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại.